hello xin chào tất cả quý anh chị và cô bác nhá hôm nay um, em có lên một sản phẩm về sachuma đây mọi người sachuma cổ nhá à, em đầu tiên em quay cho mọi người xem cái chuyện đó cho mọi người ưng ừ, đạn em che che cái ngón tay vào cái à, đây mọi người một em <laughs> em quay ngược quá rồi đây mọi người một em sachuma chuyện cổ chuyện vuông luôn nhé mọi người nhá chỗ chuyện vuông bình này là khá là tuyệt vời luôn mọi người ạ chuyện vuông là đẹp rồi mọi người ạ đấy em bình này đây là dưới đáy mọi người xem là nó nó là men dạn mà nó nó đã đổi màu theo thời gian rồi rất là đẹp luôn nó vẫn còn cái mã số của ngày xưa luôn mọi người ạ đấy, đây là em Satsuma nhá Satsuma zaki đấy bây giờ em sẽ đo kích thước cho mọi người xong rồi lát nữa em sẽ đo đo ấy. chiều cao của con này là 36 mọi người nhá chiều cao đây chiều cao 30 35 mọi người ạ. chiều cao 35 chiều cao 35 miệng của nó em đo miệng cái này nó có hai cái tai vẽ vàng đó mọi người nhá. miệng của nó 16 luôn bình này là quá ưng cho anh chị em nào sưu tầm về cắm cành đào chơi tết quá tuyệt vời luôn bụng thì khá là to luôn, luôn mọi người ạ đây mọi người bụng của nó lên là 87 mươi bảy bốn mọi người nói chung là 87 à xin lỗi mọi người nhá 97 nhá em nhìn nhầm thước 97 mọi người bình nó đẹp quá em hoa mắt về cái bình em nhìn nhầm thước luôn các bạn ạ <laughs> đây à, em bình này là nó có hai hai cái tay vẽ vàng luôn mọi người nhá à, tay ví dụ mà kể cả, cả mình để mình cắm hoa ở bàn đấy nhưng mà mình mà có bê chuyển đi chỗ khác đó. mình cầm hai cái tay này mình bê lên đấy về bê lên thì uh, mình không phải bê ở thùng ở đây mà mình bê đây hoa cắm ở đây trưng vào cái bàn cũng rất là đẹp luôn đây là họa tiết em sẽ quay cho mọi người xem họa tiết vẽ tay bình này thì khá là lâu đời rồi ít nhất phải có nếu đến bây giờ nó phải tầm trên trăm năm rồi mọi người nhé không bao giờ có dưới trăm năm đâu mọi người ạ với một em bình sa chư ma chuyện cổ này thì không thể có chuyện là dưới trăm năm được tiết vẽ hoa và chim nhé mọi người nhé khá là đẹp đúng không mọi người đây là chim công này mọi người đây là cái đuôi công này từ đây Đấy, cho lên đến tận đây luôn đúng. em thì em không biết công loại chân là gì nhưng em công này người ta vẽ là chân màu đỏ mọi người ạ cái đuôi công của nó quá tuyệt vời luôn, đuôi công vợ em quay video vợ em còn khen thì không biết các bác xem có kết thì đây em quay cái tai vẽ vàng cho mọi người xem, Đấy, tai vẽ vàng luôn rất là chắc chắn, à, men dạng men này thì hơi men này thì dày mọi người nhá bình này là khá là dày luôn không mỏng à, ở miệng à, bình là vẽ vàng nhé mọi người nhé đây là à, em mọi người xem kỹ lại cái miệng này nhá thì là nó sẽ có chỗ này nó hơi bị chảy xước rồi Đấy em bảo lỗi luôn là cái bình này nó có gì nhưng mà thực ra là cái bình này hơn 100 năm thì không thể tránh được lỗi lỗi được mọi người ạ nhưng có cái là lỗi mình có thể bỏ qua được cho nó hay không Đấy. mọi người ai mà muốn mua em bình này về để chuẩn bị cắm hoa ngày tết thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949 668 mọi người nhé Đấy, mọi người sẽ chốt nhanh để em uh, gửi hàng về để kịp hàng Tết Đấy, Ở bên trên này là cũng có vẽ hoa luôn mọi người Đấy Cũng vẽ hoa luôn nhá Để em nghiêng người... này Em đẩy dịch lên này quay lên tận trên này đi Đấy Quá là tuyệt vời luôn Đấy quá ok luôn. thôi mọi người em xin phép em kết thúc video đây. em xin phép um, chào tất cả mọi người và chúc mọi người uh, uh, xem video luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và sưu tầm được những cái đồ mình ưng ý để về chuẩn bị đón xuân 2021 một lần nữa cho em uh, nhắc lại cái số điện thoại liên hệ với em ở bên nhật này thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại zalo là 0962 949668 mọi người nhé thôi em xin chào tất cả mọi người nhá cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em